Di Lâm cho hay, việc cộng sửa soạn tấn công về thị xã Trúc Gia. Tuy chưa nắm được ngày giờ, lực lượng tấn công, nhưng tin của Di Lâm là luôn luôn chính xác. Chúng ta đã hay tin này chưa? Tôi muốn trình với thiếu tá kế hoạch phản công của đại quý Trung Văn Hoa trước khi đại trình trung tá Việt Y. Thiếu tá cứ nói. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ dụ diệt cộng thọc sâu vào thị xã, bao vây tiêu diệt chúng. Lính sẽ được di chuyển ra khỏi thị xã, không ra lệnh cắm trại công khai để đánh lừa địch. Tập trung quân số cùng Phụng, An Quá, Dòng Trôm, sẵn sàng phương tiện thủy và bộ. Hễ tình hình động, tung quân kèm cơ giới bít cắt đường ra, chia nhỏ diệt cộng, diệt từng nhóm một. Thiếu tá có dự trù đến trường hợp diệt cộng có lực lượng các tiểu đoàn chủ lực khu tham chiến không? Kế hoạch có dự trù phối hợp với sư đoàn 21 đóng bên Mỹ Tho và phân đội gian thuyền của bộ tư lệnh hải quân đóng ở Vĩnh Long. Chuyện này thì chúng ta trúng mối lớn rồi. Được, tôi sẽ trình trung tá duyệt. Và anh đã duyệt kế hoạch phản công của Vọng. Anh không thể không duyệt y kế hoạch đó. Và bây giờ thì anh không biết phải làm sao để báo động với các đồng chí của mình. Anh nghĩ là cuộc tấn công vào thị xã Trúc Giang sẽ thất bại à? Theo anh thì quân giải phóng chưa đủ sức đánh chiếm một thị xã. Quấy rối bằng đặc công, biệt động thì được. Nhưng nếu đặt yêu cầu cao hơn thì khó tránh khỏi tổn thất. Tất nhiên, chắc chắn một trong các yếu tố mà Bộ Chỉ huy quân giải phóng tính đến là thời cơ và bộ phận nội tuyến. Chưa biết bộ phận nội tuyến mạnh tới đâu, chứ thời cơ thì coi như không còn bất ngờ nữa. Alo, tôi nghe đây. Gì vậy cô Loan? Chúng ta đang tắm. Cô hỏi thiếu tá Vọng cần nhắn gì không? Tôi sẽ nói lại với trung tá. Thế à? Nếu là việc cơ mật thì nói thiếu tá Vọng đợi vậy. Trung tá sẽ ra ngay. Trình trung tá, đã nắm được ngày giờ kế hoạch tấn công của Việt Cộng rồi. Ngày N là mùng 1 tháng 4, giờ R là đúng 12 giờ đêm. Mở đầu, coi như dự lệnh một tiếng nổ lớn đánh sập cổng dinh tỉnh trưởng. Hiệu lệnh tiếp liền là bộc phá đánh nhà đèn. Lực lượng biệt động lập tức chiếm dinh tỉnh trưởng, tỷ công an Khám Lá. Các mũi nhanh chóng thọc vào thị xã, giữ các chốt giao thông và các cao điểm. Cơ sở nội ô phát động quần chúng phá kềm diệt ác, một bộ phận vũ trang sẵn sàng đánh viện từ các hướng. Nếu tình huống phát triển thuận lợi, sẽ giữ thị xã suốt ngày hôm sau để đủ thời giờ chuyển chiến lợi phẩm ra căn cứ. Nếu tình huống không thuận lợi thì cố gắng làm chủ cho tới 4 giờ sáng, sẽ rút theo ngã Dòng Trôm và vượt sông Hàm Luông. Chú ý tránh thương vong cho dân. Trung tá lật lại coi Di Nam có ghi chú ở đằng sau. Dạ, cảm ơn. Tôi thấy không có gì cần phải thay đổi kế hoạch đối phó của chúng ta. Chỉ thêm hai chi tiết. Tung hết lực lượng gian thuyền của tỉnh, xin thêm gian thuyền của hải quân. Thống nhất giờ hoạt động là 12 giờ đêm. Ngăn hẳn mọi sự lưu thông trên sông Hàm Luông, sông Ba Lai và sông Bến Tre. Chia xe tăng lên chiếc cầu Chặt Sậy. Sau đó một từ sân quay qua chiếm cầu Ba Lai. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Dạ, 26 tháng 3. Cặp bưởi đẹp quá. Anh mua bao nhiêu vậy? Bà trung tá tỉnh trưởng cho đó. Bà về hồi nào vậy? Anh đi đón bà hả? Đâu có, bà lái xe về một mình, về chiều hôm qua. Bà đẹp không anh? Sao không khi nào em thấy bà xuất hiện ở đâu hết vậy? Khác với bà tỉnh trưởng cũ, cả Bến Tre ai cũng biết mặt. Bà này có khác thật, không thấy đi đâu cả. Về đây là bà ở mí trong nhà, bà lo cho trung tá từng chút, chắc bà thương ông lắm. Anh này vô duyên, vợ chồng không thương nhau thì còn thương ai? Mà em hỏi, bà có đẹp không? Đẹp lắm,
như tài tử hắc bóng vậy. Làm sao em còn mặc được bà hả anh Thạch? Sáng chủ nhật hai vợ chồng mình vô chúc sức khỏe ông bà trung tá, em tha hồ coi. À phải rồi, nhưng mà em xấu như vậy đứng cạnh bà trung tá chắc quê một cục. Ai nói em xấu, giờ anh cũng đẹp như tài tử hắc bóng vậy chứ bộ. Thôi anh đi đây, lỡ trung tá có đi đâu. Mới nảy ra một ý kiến, anh báo khẩn với Tổng thống Phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tổng tham mưu về cuộc tấn công sắp tới này. Ta hy vọng các anh của mình mà thám được sẽ thông báo cho tỉnh ủy Bến Tre hoặc trong các cơ quan kia có người của ta. Ý kiến của em rất hay, nhưng anh sợ trễ mất, phải tìm cách báo thẳng với các anh ở Bến Tre mới kịp. Di Năm ghi chú, nội tuyến là người thân cận của tỉnh trưởng. Nếu ta biết được... Anh cũng đang nghĩ như em, vấn đề là ai? Thân cận của anh, hay nói đúng hơn, thân cận của cựu tỉnh trưởng Lê Như Hùng để lại là những ai? Và anh đã sàng lọc chưa? Anh đã xem kỹ lý lịch, và chỉ có ba người là dân địa phương. Trung úy Hòa, đặc trách hành chánh, Trung úy Tập, phòng văn thư, và Trung sĩ Thạch, tài xế của anh. Trong ba người này, chỉ có Thạch là có gia đình ở ngoài, còn Hòa và Tập độc thân ở ngay trong dinh này. Trong ba người này, theo anh thì ai có thể... Alo, tôi nghe đây. Vâng, chúng ta sẽ ra ngay. Đại úy Tình cần gặp anh gấp. Theo lệnh trung tá, chúng tôi cho theo dõi tin thường thì thấy hắn hay vào tiệm thuốc bắc Tồn Tế Đường vào buổi sáng, nhất là ba ngày vừa qua hắn vô đó ngày một. Lúc ra khỏi tiệm hắn đi tay không hay có mang thuốc ra theo? Những lần trước thì đều có mang những thanh thuốc ra, nhưng sáng sớm hôm nay thì hắn lại mang thuốc vào, và lúc trở ra thì hắn đi tay không. Còn gì nữa không? Dạ thưa hết. Đại quý cứ trở về đi, có gì đặc biệt báo cho tôi hay. Dạ, xin phép trung tá. Đại quý Tình, trung tá gọi tôi. Bên ty công an có sĩ quan nào chơi thân với Trung úy Hòa, Trung úy Tập hay Trung sĩ Thạch ở bên này không? Theo chỗ tôi biết thì chỉ có Đại quý Thổ chơi rất thân với Trung úy Tập, còn Trung quý Hòa và Trung sĩ Thạch thì ít qua lại bên ty chúng tôi. Cảm ơn đại quý. Sao chú quý đi hút thuốc bắc vậy? Đâu có, tôi cần mua ít cam thảo để ngậm. Yeah.